Đây là góc trưng bày tranh 3D của chàng trai Đậu Quang Thành. Các bức tranh này được vẽ trên những viên đá cuội mà chủ nhân nhặt về từ các dòng sông, con suối. Thành năm nay 31 tuổi, sinh ra trong một gia đình khó khăn ở tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Huế, anh vào thành phố Nha Trang lập nghiệp kiếm sống bằng vẽ tranh, ký họa chân dung. Thành đến với tranh trên đá cuội rất tình cờ. Năm 2015, trong một lần đi chơi với bạn bè, thấy những hòn đá cuội dọc sông suối có hình dạng lạ mắt nên anh nhặt về rồi vẽ thử lên đó hình một số động vật và phong cảnh. Sau khi hoàn thành một vài bức tranh, anh chụp lại đưa lên Facebook cá nhân và nhận được rất nhiều lời khen về sự độc đáo của tác phẩm. Sau đó, nhiều người đã liên hệ hỏi mua tranh và đặt anh vẽ, khiến Thành háo hức và ngày càng gắn bó với nghệ thuật vẽ tranh trên đá cuội. Khi mà mình vẽ tranh thì có nghĩa là mình phải, đầu tiên mình phải lựa đá, lựa đá xong rồi có nghĩa là mình phải chọn cái cục đá nào mà mình phải trong đầu mình suy nghĩ ra ý tưởng rồi nhé. Có nghĩa là ví dụ như mình cầm cục đá lên để tưởng tượng ra đó là mình nó sẽ vẽ được những cái bức tranh nào hoặc là những cái con vật nào á, bắt đầu rồi mình mới nhặt nó về thì bắt đầu mình mới tạo hình lên cho nó. Để có đá cuội vẽ tranh, anh Thành phải lang thang dọc các sông suối lên tận các huyện vùng cao của tỉnh Khánh Hòa để tìm kiếm. Thành cho biết mới đầu anh vẽ tranh trên đá theo kiểu truyền thống, nhưng hiện nay tập trung vẽ theo phong cách tranh 3D. Vì loại tranh này được nhiều người ưa chuộng hơn bởi sự sống động của tác phẩm, tạo cảm giác thật cho người xem. Tranh 3D đòi hỏi người thực hiện phải tỉ mỉ, ngoài chọn kiểu dáng đá cho phù hợp để thể hiện nổi bật chủ đề, còn phải lấy bố cục, tạo bóng, ánh sáng, hình khối. Cũng vì công phu hơn nên khi hoàn thành, tác phẩm sẽ có chiều sâu, rất sinh động và giống thật hơn. Giai đoạn đầu thì mình vẽ những cái có lời mình thích thôi. Có thể là mình thích cái gì thì mình vẽ lên đến cái đó thôi. Còn sau này thì mình vẽ từ từ thì mình có thể là mình am hiểu về đá nhiều hơn. Rồi mình đẩy chuyển qua nó qua theo loại 3D. Nó sẽ độc đáo hơn, làm cho mình có cảm giác cục đá đó nó có chiều sâu hơn. Từ những viên đá cuội, bằng sự sáng tạo của mình, Thành đã tạo nên những bức tranh 3D độc đáo, mang lại nguồn thu nhập khá. Càng ngày càng nhiều người biết đến Thành và đặt anh vẽ loại tranh này. Mỗi ngày Thành có thể vẽ từ 3 đến 5 bức tranh trên đá cuội. Loại nhỏ bằng bàn tay, anh bán với giá từ 50 đến 70 ngàn đồng một bức. Những bức lớn vẽ theo yêu cầu thường ở mức 300 đến 500 ngàn đồng một bức, tùy theo kích thước và chủ đề. Thành chia sẻ, anh đang ấp ủ dự định sẽ nhận dạy vẽ tranh cho những em nhỏ nghèo trên địa bàn thành phố Nha Trang. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.